28 điều lợi ích kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện. Đức Phật bảo ngài Hư Không Tạng Bồ Tát: lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà nói rõ việc ấy cho. Trong đời sau, người thiền nam cùng thiền nữ nào thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát và nghe kinh này, cho đến đọc tụng, dùng hương hoa, đồ ăn món uống, y phục, vật báu mà bố thí cúng dường, người khen chiêm lễ, thời kẻ ấy được 28 điều lợi ích như sau đây. 1. Các hàng trời rồng thường hồ niệm. 2. Quả lành càng ngày càng thêm lớn. 3. Chứa nhóm nhân vô thường của thánh. 4. Mãi không còn thổi thức đạo bồ đề. 5. Đồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ. 6. Những bệnh tật không đến nơi thân. 7. Khỏi những tai nạn về lửa và nước. 8. Không có bị hại vì trộm cướp. 9. Người khác thấy đến sanh lòng cung kính. 10. Các hàng quỷ thần theo hộ vệ. 11. Đời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai. 12. Đời sau sẽ làm con gái các hàng vương giả đại thần. 13. Thân tướng xinh đẹp. 14. Phần nhiều được sanh về cõi trời. 15. Hoặc làm bậc vua chúa. 16. Có trí sáng biết rõ việc trong những đời trước. 17. Có mong cầu chi cũng được toại ý. 18. Quyến thuộc an vui. 19. Các tai vạ bất ngờ đều dứt sạch. 20. Các nghiệp về ác đạo đều trừ hẳn. 21. Đi đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại. 22. Đêm nằm chiêm bao, an ổn, vui vẻ. 23. Những người thân tộc đã chết, nếu có tội, thời được khỏi khổ. 24. Nếu về đời trước, có phước, thời được thọ sanh về cõi vui sướng. 25. Các bậc thánh người khen. 26. Căn tính lánh lời thông minh. 27. Giàu lòng từ mẫn. 28. Rốt ráo thành Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tá. Ha ha ha, Bổn Sư Mô Ni So Ha.